Xin chào anh em, tiếp tục chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube bên Kim Bảo Audio và bên Trường Trung. Chuyên chia sẻ về các thiết bị âm thanh karaoke gia đình. Hôm nay lại tiếp tục chia sẻ giới thiệu cho anh em một cái mẫu vang JBL mã là UR60. Chắc rất nhiều anh em biết về cái mẫu vang là UR50 rồi đúng không? Mà hiện tại những con UR50 bên em chưa có làm. Hiện tại thì sẵn có con UR60 là bản nâng cấp của con 50, UR50 thì em giới thiệu cho anh em luôn. Em giới thiệu sơ về mặt trước, mặt sau trước nha. Mặt sau thì nó sẽ có cổng nguồn ở đây, dây nguồn này. Tiếp theo thì ở trong này sẽ có con này, nó sẽ có đặc biệt hơn những con vang khác là nó sẽ có thêm là cổng 2, cổng súp 1, cổng súp 2 cho anh em nào mà muốn sử dụng hai súp riêng biệt ha. Hai súp riêng biệt. Còn out chính xuống main hoặc xuống âm ly thì đây, RL, LL, anh em out hai cổng này. Và khi mua hàng bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho anh em là một cặp dây Canon bông sen hoặc là Canon tùy theo phụ thuộc anh em sử dụng dàn âm thanh nhà anh em có những gì. Rồi, ngoài ra thì anh em có thể out súp bằng cổng bông sen ở đây. Và cổng red out này không phải là cổng out xuống âm ly nha anh em. Cổng red out này là cho anh em nào mà sử dụng livestream hoặc là thu âm thì anh em cắm cái dây này. Và dây red out này nó sẽ khác so với những dây thường, cái đầu thu âm vào điện thoại á thì thường nó sẽ có rất nhiều giắc hơn, giắc 3 chân lận chứ không phải là giắc 2 chân bình thường đâu nha, anh em lưu ý. Rồi, đây là cổng coaxial đầu vào, cổng bluetooth đầu vào, cổng optical đầu vào. AUX1 hoặc AUX2, anh em lựa chọn cổng nào thì nhớ ấn nút input phía trước cho nó phù hợp. Ví dụ em lựa chọn cổng AUX1 input này thì màn hình phía trước phải có chữ AUX1 này. Đó. Rồi, reset voice. Reset voice này là giới hạn âm lượng âm thanh đầu vào, anh em mà tắt giảm tắt đi nè, anh em thấy không? Giảm tắt đi như thế này thì sẽ không có nhạc đầu vào đâu. Anh em phải lặn lực bằng lớn lên. Anh em có thể để 1 2 giờ cũng được cho âm thanh đầu vào nó khỏe hơn, nó lực hơn đúng không? Đó. Ngoài ra thì sẽ có thêm cổng mic out đây, cổng mic in cho em xin lỗi, cổng mic in. Rồi cổng này nhìn sơ phía trước thì nó không có cổng mic in phía trước nha, không có cổng mic in phía trước, nó chỉ có cổng mic in phía sau thôi. Cái này có lẽ là hơi bất tiện cho những anh em nào mà sử dụng micro có dây đúng không? Micro có dây thì anh em phải luồn ra phía sau để cắm, còn micro không dây thì tốt rồi đúng không? Micro không dây thì anh em cắm mặt sau, như em đang sử dụng cái micro không dây kìa thì em cắm mặt sau, anh em đâu thấy dây đúng không? Đó. Rồi phía trước đây nó sẽ có USB rồi logo JBL đây ha, logo JBL đây. Tất nhiên con này chỉ là hàng loại 1 thôi anh em, không có hàng chính hãng đâu nha, hàng loại 1 không có hàng chính hãng. Đây input đây. Đây em có nói nút đẩy nè, anh em lựa chọn đúng cổng đầu vào. Ví dụ đây em tắt đi là out 2 này là không có âm thanh đúng không? Anh em nghe đó. Đây có thể là sử dụng bluetooth này, là no connected này, là chưa có kết nối bluetooth. Anh em lấy điện thoại ra kết nối một cái bluetooth vô thì sẽ kết nối được nha. Rồi optical này nha. Coaxial lấy cổng này anh em. Âm thanh đồng trục á, nhưng mà chắc ít anh em dùng lắm nha. Anh em đa phần sử dụng gia đình thì có thể sử dụng optical hoặc là bluetooth đây, hoặc là cắm dây, chứ ít ai mà sử dụng đồng trục coaxial lắm. Rồi AUX1 này đó, anh em nghe không? Vừa chọn đúng cổng là có nhạc liền đó. Và ngoài chức năng để đổi cái âm thanh đầu vào ra thì cái nút input này còn có một chức năng nữa là anh em ấn giữ giúp em hay FPS là chống hú, ấn giữ nha, ấn giữ tầm 3 giây thôi là sẽ hiện lên nè, đang mất 2, em ấn chậm quá thì lại ấn giữ 1 2 giây thôi, 2 3 giây. 2 3 giây ha. Thì đây. 2 nè, ấn cái nữa là qua 3 nè, ấn cái nữa qua 4 nè. Ấn cái nữa qua 5 nè. Ấn cái nữa là về off mà không chấm hú nè. Ấn cái nữa 1 nè, ấn cái nữa là 2 nè. Nếu như dàn âm thanh nha, nếu như nhà anh em á mà không gian rộng thoải mái á thì anh em có thể tắt đi cũng được nha. Còn mà không gian hẹp quá thì anh em để 4 5, không thì bình thường có thể để 2. Như em đang để 2 này rất là thoải mái rồi. Cái cúp này là để chụm cho qua bài nha, qua bài anh em sử dụng bluetooth á thì qua bài được, dừng bài nè, dừng bài nè, qua bài lùi bài nè, nút voice này tí em sẽ hướng dẫn cho. Đây anh em mà để auto này nè là tiếng nhạc sẽ bị ém xuống nha, còn nó ưu tiên tiếng bít hơn. Đây cut out nè là ưu tiên tiếng bít luôn nè nha, ưu tiên tiếng bít không sử dụng tiếng nhạc. Off đi thì anh em dùng để hát karaoke. Chức năng voice này thì thường sử dụng cho mấy dàn âm thanh đám cưới anh em ha, khi mà anh em bở nhạc á để cho MC nói chuyện á thì tiện hơn nha. Rồi, ba cái nút chính ở giữa anh em nhìn là thấy rồi đúng không? Mic là điều chỉnh âm lượng của tiếng mic nha. Đấy, điều chỉnh âm lượng tiếng mic. Effect là tiếng vang ha, điều chỉnh âm lượng tiếng vang. Music là nhạc, điều chỉnh âm lượng nhạc nó nhỏ lớn nè. Đó. Và anh em lưới á, con này thì đây, em bằng chắc anh em thấy nó bằng vô cực luôn nha anh em, bằng hoài luôn. Nhưng mà anh em để ý số nè. Đây số ở đây nè, nó sẽ có số 80, lớn nhất là 80. Còn cái nút này nè, là anh em bằng hoài luôn, không có dừng được nha. Đó, bằng hoài luôn và anh em giảm thì sẽ giảm hoài luôn. Giảm nào nó về không thì thôi, anh em để mang cái hình màn hình ha. Đó. Em lưu ý nha, lưu ý cái này. Đó. Rồi, bên phải anh em. Bên phải anh em đây là có delay trái, delay phải, repeat, reverb time, reverb voice.
LPF là âm cắt âm thấp á, anh em muốn mà có cắt sâu hơn á thì anh em giảm nó xuống nha. Đây là có bass treble của phần EQ này, bass treble của phần EQ là phần bass treble phần EQ là phần effect anh em. Anh em muốn tiếng effect mình nó bay hơn, nó sáng hơn, bay hơn sáng hơn thì anh em tăng cái treble lên xíu ha. Còn giọng anh em nào mà giọng nam á thường thường nó bị nặng thì nó trầm tính, nó trầm á thì anh em hạ cái bass xuống, hạ cái bass xuống một xíu cho giọng giọng anh em nó bay hơn ha. Rồi phần dưới này là nguyên dàn trên luôn, nguyên dàn trên là điều chỉnh cho phần effect là phần tổng này nè, tổng này nha, có echo reverb, echo reverb đầy đủ. Phía dưới này là sẽ có như những con máy khác đều có bass mid treble và nhạc cũng vậy thôi, đều có bass mid treble. Và anh em để ý ha, con này sẽ điều chỉnh sub mặt sau, đây sub mặt sau, rồi em sợ cắm cắm dây thì mặt sau, điều chỉnh thì mặt trước, anh em thấy ha, mặt trước. Và hai nút này sẽ điều chỉnh chung, em nghĩ là sẽ điều chỉnh chung mấy nút này nè, sẽ điều chỉnh chung cho hai cái sub thôi, hai cái sub như này, nhưng mà nó điều chỉnh chung đúng không. Còn đây muốn điều chỉnh riêng trên sub á, trên sub thường thường sub điện đều có cái hai cái nút giống vậy luôn, là điều chỉnh âm lượng với tần số, thì anh em phải điều chỉnh trên cái sub riêng của mình nha. Còn đây là điều chỉnh chung rồi nè. Giới thiệu sơ về con JBL UR60 thôi. Rồi giờ em sẽ test cho anh em nghe thử luôn ha. Anh em để đây được chất âm tốt hơn thì có thể đeo tai nghe hoặc là ghé trực tiếp bên em, tại vì thu qua một cái điện thoại và anh em nghe qua một cái điện thoại nữa thì tất nhiên chất âm nó sẽ thay đổi rồi đúng không. Rồi anh em cần tham khảo thì có thể liên hệ em, số điện thoại em có ghi trên màn hình nha, hoặc là ghé địa chỉ em cũng ghi trên màn hình luôn, góc dưới bên phải á. Rồi nghe thử dùng tiếng nhạc trước nha. Nãy anh em nghe là nghe cái nhạc rồi ha, nhạc thì nãy em để tầm 40 ha, 40 á, số 40 ở đây này là nó tầm 50%, còn lớn nhất của nó là 80. Anh em có thể cân chỉnh phù hợp. Đây như mic này em sẽ tăng lên luôn để em nghe thử nha. Thì nãy là test thử cái tiếng nhạc cho anh em nghe rồi, và bây giờ em sẽ test thử tiếng mic. Tất nhiên con này sẽ có đầy đủ echo reverb khi em nói đó, phần này thì nó lớn nhất nó là 80, nhưng mà nhạc em chỉ để tầm 40 thôi, tại không gian của em cũng hay hẹp. Thì ở đây sẽ cố chỉnh phù hợp với không gian gia đình nhà mình, em sẽ tăng thử cái effect lên cho mình luôn. Con này em kết nó số nó rất là lớn, 80 lần, nên anh em những con khang thường á, những con khang thường á anh em để tầm 10 thôi, 10 15 là nghe rồi đúng không. Nhưng con thì để 10 thì không có nghe gì hết đúng không, nhưng 10 không nghe gì hết, cho nên em cứ mạnh dạn tăng lên giúp em. Nhưng mà tăng từ từ nha, tăng từ từ anh em nghe nào nó hợp tai, nó hợp lý thì anh em dừng lại. 1 2 3 4 5 6. Khi nào em nghe nó hợp lý thì em thể dừng lại được đúng không. Cứ tăng thoải mái thôi, lớn nhất là 80 nên em yên tâm. Như mic hồi nãy em để tầm 35 đúng không, em cách cho em tầm 43 thì phải. 1 2 3 4 5 6 7. Anh em nghe thì nó cảm thấy nó nhiều hay nhiều echo, thì anh em lấy một cái tu vít nhiều echo thì anh em thể lấy một cái tu vít gặp cái phần reverb lên xíu, gặp cái reverb lên xíu thì anh nghe nó reverb tiếng vang sẽ ok hơn. Còn em test thì em sẽ test cho anh em nghe thử chứ gặp khuyên bản 50% của nó luôn, 50% luôn nha. Alo 1 2 3 4. Thì em sẽ test với bạn luôn, còn thực tế thì anh em có thể ghé địa chỉ bên em, còn tham khảo thì có thể nhắn với em số điện thoại em có ghi trên màn hình 0979778678. Còn ghé địa chỉ em nha, 276/7 đường Nguyễn Quốc Khối, phường 9, gõ Hồ Chí Minh. Hoặc một lần nữa cảm ơn anh em đang xem, thì có thể cho em một like, một đăng ký kênh, và xin chào và hẹn gặp lại anh em.